thuộc số ít những nhà văn viết rất ít và chỉ tập trung vào một niềm đam mê, đó là chủ đề lịch sử, bao gồm cả lịch sử văn hóa, phong tục và lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã nhận được Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2017 với các cống hiến của mình. Có rất nhiều điều thú vị liên quan tới những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, và ngay cả bìa của từng tác phẩm cũng là một điều đầy trăn trở. Họa sĩ Ngô Xuân Khôi là một trong những họa sĩ được biết đến trong lĩnh vực minh họa với nhiều bức tranh ấn tượng, cũng như có duyên với rất nhiều cuốn sách chủ đề lịch sử. Thì việc thiết kế bìa cho tác phẩm Đội gạo lên chùa cũng khiến cho ông có rất nhiều suy ngẫm. Chúng tôi chọn một cái hình ảnh là như là điêu khắc ở trên đình chùa, để nó thô mộc và nó có một cái sức sống của cái văn hóa nó chìm ẩn trong cái tác phẩm phù điêu đó. Đấy, thì tôi muốn lột tả cái tinh thần vượt qua mọi trở ngại, vượt qua mọi gian khổ, vượt qua mọi hiểm nguy, sức sống của con người Việt, của tinh thần Việt, của Phật giáo. Có thể nói là nhà văn Nguyễn Xuân Khánh là một trong những nhà văn tiêu biểu của nền văn học đương đại Việt Nam. Ông có những đóng góp rất lớn, không chỉ ở số lượng tác phẩm đa dạng ở rất nhiều các thể loại khác nhau, mà có thể thấy rõ là cái yếu tố văn hóa luôn được ông đưa trực tiếp vào các tác phẩm khác nhau, dù thể loại nào đi chăng nữa. Mỗi tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh khi xuất bản đều nhận được các giải thưởng và tái bản rất nhiều lần. Hồ Quý Ly tái bản 12 lần, Mẫu Thượng Ngàn tái bản 8 lần, Đội gạo lên chùa tái bản 7 lần. Tính đến năm 2017, và chắc chắn con số này sẽ còn thay đổi trong các năm tiếp theo, vì tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh chính là sự chiêm nghiệm, sự ghi chép tỉ mỉ, sự tổng hợp và phân tích sâu sắc cho thế hệ sau hiểu và yêu hơn lịch sử cũng như nét đẹp phong tục văn hóa truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều nhà văn, họ lựa chọn cách viết nhanh, viết nhiều vì dường như nguồn cảm hứng không bao giờ ngưng chảy trong văn mạch. Và cũng có những nhà văn, họ dành hàng chục năm để viết nên những tác phẩm được coi là đồ sộ với bề dày về kiến thức, tích lũy cả những kinh nghiệm sống cũng như tổng kết cả chiều dài của lịch sử dân tộc. Đó cũng là cách viết của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, gửi gắm trong từng con chữ của mình. Trong chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một tác phẩm vô cùng nổi tiếng của ông với tên gọi Đội gạo lên chùa. Và để cùng tìm hiểu rõ hơn về tác phẩm này, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin trân trọng được giới thiệu bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Xin chào Huyền Phương, xin chào khán giả truyền hình. Thưa bà, bộ ba tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh với tên gọi Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa và Hồ Quý Ly, mỗi cuốn tiểu thuyết với mỗi chủ đề khác nhau. Nếu như với Mẫu Thượng Ngàn là về chủ đề đạo mẫu, Hồ Quý Ly là một câu chuyện về một nhân vật lịch sử, thì Đội gạo lên chùa lại lấy đạo Phật làm nền tảng. Và ba cuốn tiểu thuyết đã cho chúng ta thấy được sự tìm hiểu của nhà văn với những vấn đề trong văn hóa. Dưới góc nhìn của một người hoạt động trong lĩnh vực sách và in ấn, thì bà có nhận xét gì về sự tích lũy này, thưa bà? Chúng tôi đánh giá rằng Nguyễn Xuân Khánh là một nhà văn đương đại mà có bộ ba tiểu thuyết viết về văn hóa lịch sử rất là có sức nặng và có chiều sâu. Đấy là bộ ba mà cũng đã được không chỉ độc giả đón nhận, mà còn được rất nhiều các cái tổ chức trao những cái giải thưởng lớn và uy tín. Điều đó thì cho thấy cái tầm và cái tâm của người viết khi lựa chọn những cái vấn đề về văn hóa Việt Nam và được đông đảo độc giả Việt Nam đón nhận. Tác phẩm Đội gạo lên chùa được lấy cảm hứng từ Cư Trần Lạc Đạo Phú của Trần Nhân Tông, với những đề tựa như Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên, tức là ở giữa cõi trần vui với đạo hãy tùy duyên. Đây được coi là căn duyên cơ bản nhất mà bất cứ ai khi tìm hiểu đến đạo Phật đều nhận thấy. Nhưng với góc nhìn và quan điểm của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh thì đã được sáng tạo hơn như thế nào, thưa bà? Thực ra thì cái đạo Phật thì có rất nhiều cái triết lý, trong đó có cái chữ duyên của đạo Phật. Thì nếu những người tìm hiểu đạo Phật thì đều sẽ rất là tâm đắc với chữ duyên này ở trong đạo Phật. Ở trong cái tác phẩm Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh thì ông cũng
cũng truyền tải những cái thông điệp đó ở trong tác phẩm của mình. Và cái chú ý của nhà văn ở đây, khi ông xây dựng một cái hệ thống nhân vật ở trong tác phẩm, nếu mà mọi người đọc kỹ thì sẽ thấy những cái chú ý của ông gửi gắm vào ngay các cái tên nhân vật ở trong tác phẩm. Có thể thấy là sư cụ vô úy, sư bác khoan độ, rồi sư vô trần, sư vô chấp, rồi cái nhân vật chính kể chuyện ở đây là chú Tiểu An chẳng hạn, thì đấy toàn là những cái khái niệm mà rất là quen thuộc ở trong đạo Phật. Và thực sự thì trong cái tiểu thuyết này, cái chữ từ tùy duyên ở trong đạo Phật được nhấn rất mạnh qua cái hình tượng của nhân vật sư cụ vô úy. Sư cụ có những cái triết lý để dạy đệ tử, mà cũng là để gọi là phổ đến toàn dân về cái triết lý đấy, đó là chúng ta cứ an nhiên, chúng ta gọi là tiếp nhận mọi sự ở đời, dù có nghịch cảnh thế nào thì rồi với chữ nhẫn của đạo Phật và với chữ duyên của đạo Phật thì chúng ta cũng sẽ thoát được cái nghịch cảnh, miễn là cái tâm của chúng ta giữ được tâm an và chúng ta bình tâm trước mọi sự, thì điều này là điều mà tôi nghĩ rằng tác giả cũng đã rất là dày công để gửi gắm vào trong tác phẩm. Không chỉ viết về đạo Phật trong cái đời sống của người dân ở Việt Nam như thế nào, mà tác phẩm còn cổ vũ một cái lối sống, ở đây gọi là lối sống âm tính, lối sống từ bi của đạo Phật, lối sống tùy duyên và một cái sự an nhiên giữa cuộc đời và trước nghịch cảnh. Đội gạo lên chùa được tác giả xây dựng với hai nhân vật chính, đó là chú Tiểu An và chị Nguyệt. Phải chăng là chính tên gọi của các nhân vật cũng đã ẩn chứa trong đó rất nhiều những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm, thưa bà? Tôi cũng đã nói là trong cái hệ thống hình tượng của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh thì ngay từ cách đặt tên thì ông cũng đã có những cái tên nó thể hiện được những cái chủ đề của tác phẩm hay là cái quan điểm của người viết. Ví dụ như ngoài những cái tên mà các nhà sư như tôi đã nói ở phần trước thì còn có những cái tên của các nhân vật khác ở trong tác phẩm này. An là một cái nhân vật biểu tượng cho một lối sống, cái lối sống từ bi của nhà Phật. Nguyệt là mặt trăng, cũng là biểu tượng của cái mặt âm. Và Nguyệt còn là biểu tượng, ở đây nếu mà đọc thì rất là thích nhân vật Nguyệt, bởi vì nó là biểu tượng của vẻ đẹp của người con gái Việt Nam. Trong cái hệ thống nhân vật của Nguyễn Xuân Khánh thì họ thì cũng đều thể hiện cái tư tưởng chủ đề ở đây là tác giả ủng hộ, tuyên bố gần như là cổ vũ cái lối sống từ bi, cái lối sống an nhiên giữa cuộc đời. Và đấy chính là cái vẻ đẹp, một phần vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, một cái đất nước nhỏ bé xinh đẹp và mọi thứ thì nó đều hài hòa, nó không quá tả, nó không quá hữu. Và đấy chính là một cái nét riêng của văn hóa Việt, tức là chúng ta dung hòa mọi tôn giáo và chúng ta biến nó hài hòa với cái đời sống của người Việt, cái văn hóa của người Việt. Và chính vì thế mà cái bộ ba tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh được rất nhiều người Việt yêu thích. Xin được cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, Đội gạo lên chùa là những trang viết đầy hiện thực, đầy trăn trở của nhà văn trên nền tảng sáng tạo của ngòi bút kinh nghiệm, ngòi bút chấp chứa nhiều nỗi niềm của nhà văn gạo cội Nguyễn Xuân Khánh. Và chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung của cuốn tiểu thuyết thông qua một phóng sự sau đây. Không dễ để đọc và hiểu ngay tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Với Đội gạo lên chùa, chúng ta phải nhìn hiện thực lịch sử, văn hóa phong tục với một con mắt phức tạp hơn. Bởi văn phong của nhà văn khiến cho mỗi người đọc phải suy tư về những nền móng của sự tồn tại bền bỉ, từ làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ, những cơ chế tự điều tiết về mặt tinh thần và cả những gì đã vận động theo dòng chảy không ngừng nghỉ của lịch sử. Xuyên suốt trong những tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh là một cái sức sống rất mãnh liệt của cái văn hóa Việt, của con người Việt và cũng như của chính con người của nhà văn. Rất khiêm nhường nhưng biết vượt qua những trở ngại, những khó khăn, thậm chí là cả hiểm nguy để cống hiến, để sống và để dâng cho đời những tác phẩm rất là tốt. Đội gạo lên chùa với số phận của những người phụ nữ, từ chị Nguyệt xinh đẹp, từ cô Nậm đến rất nhiều người phụ nữ mang nét đặc trưng riêng của phụ nữ Bắc Bộ. Họ luôn âm thầm, nhưng ngọn nguồn sâu thẳm trong họ là sức mạnh vô cùng to lớn, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ rằng tiểu thuyết lịch sử không dễ viết, rất khó viết. Không những anh phải viết bằng tài năng, bằng sự yêu mến
dân tộc, lịch sử dân tộc anh mới viết được. Có những cái nhà viết tiểu thuyết đương đại hiện nay mà tôi thấy là viết rất tốt những tác phẩm, đó là bác Nguyễn Xuân Khánh. Có thể nói là Nguyễn Xuân Khánh là một nhà văn tiêu biểu cũng như là truyền cảm hứng cho các thế hệ về sau, đổi mới các thể loại về tiểu thuyết lịch sử cũng như là đưa nhiều thêm các yếu tố bản địa vào trong các tác phẩm. Giá trị của đội gạo lên chùa chất chứa trong từng trang viết với nền tảng Phật giáo, qua từng câu từ, từng nhân vật để thể hiện sức mạnh của người dân Việt Nam trong hành trình bảo vệ phong tục nước nhà. Đọc để thấm thía, đọc để suy ngẫm, đọc để yêu và hiểu lịch sử. Đó chính là điều mà không nhiều cuốn tiểu thuyết hội tụ đủ. Nhưng với Nguyễn Xuân Khánh thì khác. Chính vì thế, ông mất rất nhiều thời gian đầu tư cho từng con chữ của mình. Đọc tác phẩm Đội gạo lên chùa, chúng ta có thể thấy được đây là câu chuyện về những phụ nữ làng quê Bắc Bộ xưa, qua đó thì có góp phần gìn giữ những nét phong tục truyền thống. Bà có thể phân tích rõ hơn điều này trong chương trình Sách và Cuộc Sống, thưa bà. Thực ra rất thích vì là khi mà đọc cái tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh ý, thì không chỉ trong Đội gạo lên chùa đâu, kể cả ba tác phẩm mà được cái giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật thì người ta thấy ông yêu vô cùng thiên nhiên của nước Việt. Còn về Đội gạo lên chùa thì những cái phong tục ở trong chùa cũng được Nguyễn Xuân Khánh cũng đặc tả. Ví dụ như là đối với những cái chùa làng thì thường thì mình cũng không để ý đến cái tiếng chuông chùa đâu. Nhưng mà trong tác phẩm này thì cái tiếng chuông chùa nó gần như là một cái ấn tượng ở trong tác phẩm. Bởi vì là mỗi một buổi chiều mà nghe sư cụ đánh chuông và lúc đấy thì bắt đầu là đời sống người dân sau một ngày làm việc vất vả chẳng hạn thì họ trở về với những cái nét sinh hoạt đời thường của mình. Thì ví dụ những cái phong tục như là vào chùa, nghe tiếng chuông chùa, rồi dâng oản, dâng bánh lên chùa, những cái mà nó gần như là những cái nét mà nó, một cái đời sống tình cảm rất chân quý của người ở thôn quê và cái sự san sẻ, sẻ chia thì đấy cũng là một cái nét rất đẹp ở trong văn hóa Việt. Và đấy thì nó cũng thể hiện được những cái phong tục tập quán gọi là truyền đời của văn hóa Việt. Ý nghĩa Phật giáo trong ngọn nguồn văn hóa đã được nhà văn Nguyễn Xuân Khánh khai thác như thế nào và đưa vào cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa, thưa bà? Ở đây Nguyễn Xuân Khánh thì không chỉ nói riêng về cái phần những cái lý thuyết hay là giải thích cái phần tôn giáo đạo Phật, mà cái chính ở đây thì ông muốn nói đến đạo Phật giữa đời thường, tức là đạo Phật người ta lan tỏa cái lối sống Phật giáo như thế nào ở trong đời thường. Thì cái đấy là cái quan trọng nhất đối với văn hóa Việt. Và khi tôi đọc tác phẩm này thì tôi cũng thú vị khi mà nhìn Phật giáo ở cái góc độ đấy, góc độ là tôn giáo giữa đời thường, được người dân tiếp nhận như thế nào, vận dụng nó ở trong đời sống của mình ra làm sao, vận dụng nó ở trong lối sống của mình như thế nào. Ví dụ như là lối sống từ bi, lối sống tùy duyên, lối sống vô úy, vô chấp, đều là những cái triết lý rất là sâu sắc của đạo Phật. Và chính vì thế thì đây là một tác phẩm mà tôi cho rằng là rất là có giá trị đối với văn hóa Việt Nam. Thưa bà Khúc Thị Hoa Phượng, theo bà là thông điệp quan trọng và ý nghĩa nhất mà tác giả muốn gửi gắm thông qua tác phẩm Đội gạo lên chùa đó là gì, đặc biệt là cho những thế hệ sau này ạ? Thực ra ở đây ông muốn nói một cái điều sâu xa hơn, hơn cả cái chuyện là ông giải thích về Phật giáo, về Phật giáo giữa đời thường. Đấy chính là một cái gần như là một cái tâm sự đề xuất gửi gắm của nhà văn là hãy sống âm tính và hãy sống hài hòa, bởi vì cái xã hội đương đại của chúng ta đang dương tính quá và chúng ta phải nhìn lại mình, chúng ta phải sửa lại mình. Và không, chúng ta không cần học ở đâu xa, học ở chính những tiền nhân đi trước của mình, học chính ở trong văn hóa Việt của mình, học chính ở trong văn hóa làng của mình. Và đấy là điều mà tôi cho rằng là sẽ rất là cuốn hút mọi người khi mà mọi người đọc bộ ba tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh. Xin được trân trọng cảm ơn bà Khúc Thị Hoa Phượng đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng Đội gạo lên chùa dù là một cuốn tiểu thuyết mang nhiều tầng lớp và màu sắc văn hóa lịch sử nhưng vẫn dễ đọc, dễ hiểu, trở thành cuốn cẩm nang để nhiều bạn trẻ có thể có thêm cảm hứng tìm hiểu về truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.